mình thật mềm mượt vào buổi sáng. Nhưng vẻ mềm mượt ấy chẳng kéo dài được lâu, khiến mình không thể tận hưởng cả ngày dài. Đến chiều, tóc mình trở nên khô và sơ rối, chẳng khác nào tổ chim. Săn xương mềm mượt diệu kỳ mới với năm tinh dầu tự nhiên nuôi dưỡng sâu và tạo lớp màng bảo vệ giúp lưu lại dưỡng chất bên trong tóc. Giờ đây mình có thể tận hưởng mái tóc mềm mượt suốt cả ngày. Săn xương mới cho tóc mềm mượt suốt 25 giờ.